Xin kính chào quý bà con, biết quá anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá mít Thái sáng sớm hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá mít thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả có một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá mít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít sáng hôm nay thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Giá hiện nay thì tiếp tục ổn định ở mức rất là cao nha quý bà con. Đây thực sự là một tín hiệu rất là vui cho quý bà con nông dân mình. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể tiếp tục ổn định và có thể tiếp tục tăng. Tình hình giá mít sáng hôm nay thì ở khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang, mít kem nhất dao động từ 31, kem rất lớn là 25, kem nhì là 21 và mít kem gớt nhỏ là 15.000. Giá mít chợ hiện nay ở khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua với giá đồng từ 4.000 đến 4.500. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mít kem nhất dao động từ 32, kem gớt lớn là 26, kem nhì là 22 và mít kem gớt nhỏ là 16.000. Giá mít chợ hiện nay ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái cũng đang mua với giá đồng từ 4.000 đến 4.500. Còn ở khu vực Tiền Giang thì mít kem nhất dao động từ 33, kem gớt lớn là 27, kem nhì là 23 và mít kem gớt nhỏ là 17.000. Mít chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua với mức giá dao động từ 4.500 đến 5.000. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn ở khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mít kem nhất dao động từ 25, kem gớt lớn là 21, kem nhì là 10 và mít kem gớt nhỏ là 10.000. Mít chợ hiện nay ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua mức giá dao động từ 3.000 đến 4.000 mít chợ. Còn ở khu vực Tây Nguyên, ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít kem nhất dao động từ 23, kem gớt lớn là 19, kem nhì là 9 và mít kem gớt nhỏ là 9.000. Mít chợ hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua mức giá dao động từ 3.000 đến 3.500 đồng ký, thì theo từng nơi, thì theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin được kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân, quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin được kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân mình thì sẽ luôn luôn có được những vụ mùa thật là bội thu, thành công, đạt năng suất thật là cao và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con.